bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái hành trình. Đây là cửa khẩu quốc tế Bờ Y, một trong những cái cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam và Lào, gần ngay chỗ ngã ba Đông Dương đó mọi người. Sử dụng đơn vị là kiếp Lào, có nghĩa là một kiếp Lào. Và bây giờ nơi Bộ Bụi Hầu cần đến đầu tiên đó là một cái tỉnh ở Hà Lào, đó là tỉnh Atapu. Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Gia Lai vào thời điểm này đó là vào mùa mưa nên gặp những cái trận mưa dầm kéo dài từ sáng đến chiều luôn, và thậm chí là hiện bây giờ là 2 giờ thì mình mới được ăn cơm trưa. Thì mình ngủ ở Gia Lai một đêm tối đêm nay ngay tại thành phố Pleiku. Thì vào sáng ngày mai thì Bùi Hồ sẽ lên một cái chuyến xe khách di chuyển từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về tỉnh Atapu, một cái tỉnh Hạ Lào, để xem cái cuộc sống người Việt ở đó như thế nào, và sẽ có những cái video clip về cái cuộc sống người Việt tại Lào cũng như là những nét văn hóa đặc trưng ở đất nước Lào. Dạ xin chào cô bác, quý anh chị cũng như là tất cả các bạn. Thì hiện nay cũng gần 10 giờ đêm, thì không khí ở đây á, thì cũng khá là buồn, nên là nữ là Bùi Hồ cũng không có đi đâu chơi. Thì ở đây sẵn review tiền Lào cho cô bác quý anh chị biết ha. Thì đối với tiền Lào đó thì các vị cũng có rất là nhiều mệnh giá. Sử dụng đơn vị là kiếp Lào, 100.000 kiếp Lào thì nó sẽ tương ứng với lại 120-130.000 Việt Nam đồng. Năm nay đó thì cái kiếp Lào nó lại sụt giá. Có những năm thì mình nghe kể là gần thì những năm trước á, kiếp Lào so với Việt Nam đồng thì cũng giá rất là cao, khoảng 170-180, có đôi khi lên gần 200.000. Có nghĩa là 100.000 kiếp Lào thì được khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Thì bây giờ Bụi Hồ sẽ review cho cô bác quý chị thấy ha. Đó. Chất liệu của kiếp Lào đây, và các loại tiền này thì cũng khá là cũ. Và đây là 100.000 kiếp Lào. Đó, hình ảnh 100.000 kiếp Lào của bác quý chị. À, hình ảnh một ông này mình cũng không có gành lắm. Ở đằng sau có số là 2011, hình ảnh tờ tiền cũng khá là cũ rồi, nhưng mà cái tờ tiền này thì nó khó bị nhăn nheo lắm. Đây là mệnh giá 100.000 kiếp Lào nè. Đây, ở đây thì mình lấy ra một ít để review cho các bạn cũng như cô bác quý anh chị xem ha. 100.000 kiếp Lào, ở đây thì 900.000 kiếp Lào tương ứng với khoảng 1.000.000 tiền Việt Nam á. Ta tiếp tục những cái mệnh giá nhỏ hơn nè, để có thời gian review cho cô bác quý anh chị thấy ha. Ở đây là tờ này đi, là 10.000 kiếp. 10.000 kiếp Lào. Và có một cái cây cầu, một cái con sông Mekong, và thuộc tỉnh Champasak, thành phố Bắc Xế mọi người. Và cái cầu này là được hợp tác giữa Lào với lại Nhật Bản, gọi là cái cầu hữu nghị, nên người ta sẽ in lên đây luôn năm 2003. Đa số là tiền cũng khá là cũ. Còn đây là 5.000 kiếp Lào. 5.000 kiếp Lào của bác quý anh chị. 5.000 kiếp Lào này thì nó tương ứng với khoảng gần 1.000 thì nó khoảng 2.000 đi. 1.000 thì nó khoảng 2.000 tiền Việt Nam đi. Thì 5.000 này tương ứng với khoảng 10.000 tiền Việt Nam. Ở đây là mệnh giá 20.000 kiếp. 20.000 kiếp Lào. 10.000 kiếp Lào. Còn đây là hình mình không biết nhiêu luôn. 1.000 kiếp Lào thì đây khoảng 2.000 tiền Việt các cô bác quý anh chị. Có hình một cái con trâu. Đây là khoảng, đây là 20.000. Một cái đập thủy điện. Đây 10.000 luôn. Và đây là mệnh giá 2.000. Một cái đập thủy điện ha. 2.000 thì khoảng 4.000 tiền Việt Nam á. Còn ở đây là mệnh giá là 5.000. 5.000 này thì nó tương ứng với lại khoảng là 10.000 tiền Việt lúc nãy mà Bùi Hồ có review đó. Thì đây, đối với ở Lào á thì đồng tiền sử dụng cũng khá là dễ, cũng khá là dễ trong việc tính toán và chi phí đồng tiền á. Thì sử dụng ở đây thì cũng rất là rẻ, không có mắc lắm.
nói chung là đi du lịch mà tự túc ở bên Lào á thì chi phí rất là rẻ luôn đó. Và đây là tất cả các mệnh giá tiền Lào. Thôi bây giờ thì sáng hôm nay vào lúc 7 giờ sáng thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà xe để đi từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đến tỉnh Atapu của đất nước Lào. Và đoạn đường của Bùi Hồ đi thì tầm khoảng là 7 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 7 giờ sáng thì đến khoảng 2 giờ chiều thì mình mới tới, và sau đó làm thủ tục quân và nhận phòng. Thì trong cái chuyến hành trình này thì sẽ có rất là nhiều đoạn video clip hay, mời cô bác quý chị cùng theo dõi hành trình của Bùi Hồ ha. Bài chạy bất sức sức sân bang luôn. Hiện tại thì xe của mình đang gần đến cửa khẩu Việt Lào mọi người, cửa khẩu Bờ Y. Và ngày hôm nay thì thời tiết không ủng hộ mình ở Tây Nguyên, thì đang vào một cái giai đoạn mùa mưa. Và nếu như mưa thì mà các bạn có đi Lào á thì chúng ta sẽ đi vào mùa khô là từ tháng giêng cho đến khoảng tháng tư hàng năm á. Còn đây là mùa mưa thì thời tiết không ủng hộ. Và cái đoạn đường của mình di chuyển cũng khá là dài, khoảng 280 km đường bộ. Và đây là cái chiếc xe mình đi nè mọi người. Sau khi dùng cơm tại đây thì chúng ta sẽ bắt đầu làm Bùi Hồ sẽ bắt đầu làm thủ tục nè, và sẽ nhập cảnh sang xuất cảnh và sẽ nhập cảnh sang đất nước Lào. Chỉ có mười mấy người đi thôi, chủ yếu là họ vận chuyển hàng từ Việt Nam qua Lào. Người thì khoảng hơn tầm 10 người, giờ giá xe như mình có nói là khoảng 300.000 đồng một người. Và bây giờ thì mình sẽ vào trạm cơm mình sẽ dùng cơm nha mọi người. Đây là trạm cơm ở phía Việt Nam. Sau đó thì mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh qua nước bạn Lào. Bây giờ các món ăn trong cái bữa ăn của mình, mỗi một người như thế là 50.000 đồng. Hiện tại trạm dừng chân thì ở đây gồm có món thịt luộc, rồi cá kho, rồi tôm, rồi gà xào, rồi với lại cơm ha mọi người. Đó. Khi dùng một cái bữa cơm cũng khá là ngon. Thì bây giờ mình cũng sẽ bắt đầu lên xe và tiếp tục di chuyển đến cửa khẩu Bờ Y để làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh sang Lào. Bây giờ mình sẽ lên xe mọi người. Thời tiết khá là mưa luôn. Một hành trình dài còn khoảng hơn 100 km nữa thì mình mới đến một cái tỉnh ở Hà Lào, đó là tỉnh Atapu. Và bây giờ xe của mình đã đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y nè mọi người. Bên đây là tỉnh Kon Tum, bên kia là tỉnh Atapu. Kẹp hộ chiếu vô. Bây giờ đóng luôn, cầm luôn. Bây giờ vô đây mình sẽ đóng hộ chiếu làm thủ tục xuất cảnh nha mọi người. Đoàn của mình sẽ đến đóng hộ chiếu mọi người để xuất cảnh ha. Cái xe thì đợi ở đằng kia kìa. Và sau hơn 10 phút thì Bùi Hồ mới vừa làm một thủ tục gọi là thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc xã Bờ Y, huyện Đống Đa, tỉnh Kon Tum. Và bây giờ thì tiếp tục thì Bùi Hồ qua bên kia làm một cái thủ tục nhập cảnh sang đất nước bạn Lào. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cái hành trình. Đây là cửa khẩu quốc tế Bờ Y, một trong những cái cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam và Lào, gần ngay chỗ ngã ba Đông Dương đó mọi người. Qua cái cửa này thì mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh sang nước Lào mọi người. Thời tiết ở bên Lào hiện nay thì mưa phùn mọi người. Và thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ vào đây để làm thủ tục nhập cảnh sang nước bạn Lào. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị một ít tiền lẻ để mà đóng thủ tục nhập cảnh mọi người. Xin chào. Người Lào đó nhưng mà biết tiếng Việt không mọi người ha. Và đây là đằng sau đây nè. Đây là cái thủ tục nhập cảnh ở đằng sau này. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập cảnh vô đây nha mọi người. Cô bác quý anh chị nhớ theo dõi hành trình của Bùi Hồ ha. Đây. Thời tiết mưa phùn. Bên kia thì Việt Nam thì mưa lắm, ở đây mưa phùn. Hộ chiếu của mình nè, nhập cảnh thì phải mỗi người 100. Và Bùi Hồ mới vừa làm thủ tục nhập cảnh sang đất nước Lào xong cô bác quý anh chị. Vâng. Chi phí là 100.000 tiền Việt Nam, tương ứng với 60.000 kiếp tiền Lào một cô bác quý anh chị. Gọi là chi phí lót tai bắp bo. Và bây giờ nơi mà Bùi Hồ cần đến đầu tiên đó là một cái tỉnh ở Hà Lào, đó là tỉnh Atapu, một trong những cái tỉnh mà hồi vào năm 2018 có vụ sạt lở thủy điện làm 40 người chết đó cô bác quý anh chị. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ tiếp tục một cái hành trình rất là dài tại đất nước Lào, một trong những đất nước anh em với đất nước Việt Nam.
Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ một ít về đất nước Lào của bác quý chị. Đất nước Lào là một cái đất nước không có giáp với biển, giáp với có đường biên giới giáp với Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Thì đất nước Lào thì cái diện tích thì bằng khoảng 2/3 đất nước Việt Nam. Và đặc biệt là đất nước Lào á, thì văn hóa nó giống như là đất nước Việt Nam, nên người ta gọi là nước Lào cũng giống nước ta. Cái cửa là để đi ra đi vào. Địa hình là chủ yếu là đồi núi, nên thành thử việc di chuyển giữa đất nước Lào cũng rất là khó khăn luôn. Rồi bây giờ thì trời cũng mưa khá là nhiều và làm thủ tục xong rồi, mời cô bác quý anh chị cùng lên xe để theo Bùi Hồ ha. Ôi, mưa phục ướt quá luôn. Đi trận này bị mùa mưa á cô bác quý anh chị, thành thử ra là khi mà đi vào mùa mưa như thế này á, việc di chuyển cũng khá là khó khăn, tại đa số là đường đèo hết à. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên xe này thôi. Cũng khá là lạnh luôn. Hiện bây giờ thì ở tỉnh Atabu đang có mưa phùn của mọi người, nên đường khá là tầm nhìn của xe khá là hạn chế. Và đoạn đường mình di chuyển cũng còn khá là dài mọi người. Theo ước tính thì khoảng chừng 1 đến 2 giờ chiều ở Lào thì chúng ta sẽ theo giờ địa phương thì Bùi Hồ sẽ đến nơi. Ở đây đến thành phố Atabu là còn khoảng bao nhiêu cây nữa anh? Khoảng 100 cây nữa hả? Nhưng mà đa số là đường đèo giống gì đúng không? 50 cây đường đèo ha. Thì tổng cái đoạn đường mà mình phải di chuyển đó là khoảng gần 300 cây. Mưa phùn kiểu giống như là sương mù vậy ha. Ở mùa này thì ở Lào thường hay cái tình trạng này hơn. Anh này là một người Việt nè mọi người. Và anh thì qua bên Lào, tỉnh Atabu để anh làm nhà máy đường ha. Công ty mía đường ha. Anh qua đây làm lâu chưa? Chục năm rồi ha. Thì em nhớ rất gần là gõ ấn tượng về Atabu đó vào năm 2018. Cái tình trạng đó là vỡ đập thủy điện làm ít khoảng 40 người thiệt mạng, gần cả 100 người mất tích. Thì lúc đó nó kinh hoàng dữ không anh? Nói chung thì có sao không biết thì nó là cũng ở khu vực mình những thời gian chỉ có xem trên TV báo đài đó, báo lồng rộng rồi xảy ra trong đêm một ha. Như anh chia sẻ thì khi mà mọi người hoặc là cô bác quý anh chị mà có du lịch sang Lào á, thì chúng ta sẽ chỉ cần biết tiếng Việt thôi là được rồi, và biết một ít tiếng Anh, không cần biết nhiều như những nước khác đâu. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình. Địa hình chủ yếu của đất nước Lào á, đa số là đồi núi cô bác quý anh chị, nên với một cái diện tích là khoảng 2/3 diện tích đất nước Việt Nam. Tuy nhiên thì dân số ở đây chỉ chiếm khoảng hơn 7 triệu người. Và người dân thì chủ yếu là sống với cái nghề là nông nghiệp và lâm nghiệp. Ở Việt Nam có một cái tập đoàn đầu tư khá là lớn ở đất nước Lào, đó là tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một cái địa hình trong một cái tỉnh Hà Lào, đó là tỉnh Atapu, đa số là đồi núi thôi, nên dân cư khá là thưa thớt.
đơn vị tiền tệ của đất nước Lào, đó là tiền kiếp. 100.000 kiếp của Lào thì nó khoảng tương ứng với khoảng là 120 đến 130.000 đồng tiền Việt Nam. Ở Lào đa số là các đường đồi núi như thế này, nên trên cái đoạn đường mà đi xe khách đó, thì cô bác quý chị sẽ bắt gặp được những hình ảnh rất là đẹp, chẳng khác nào như là một thiên đường. Nước tràn vào đây. Kiểu giống như là ở Việt Nam hồi năm 1990 mấy á, nước lũ về á, thì nó tràn vào đây như thế này. Nhớ ngày xưa là đi học á, nước tràn vào đây đi học cực lắm luôn. Ghé dừng chân tại số 31. Theo anh này chia sẻ thì số 31 có nghĩa là tính từ trung tâm tỉnh Atabu đi đến đây là 31 cây số, thì có nghĩa là mình còn 31 cây số nữa mình sẽ tới được của tỉnh Atabu mọi người. Ở đây là cô bác anh chị thấy là ở trong tỉnh Atabu, nhưng mà hình như là người Việt bán đồ ở đây hay sao á. Đây ở bên đây nha, trung tâm của Hoàng Anh hồi xưa nó ở đây này. Ngày xưa là trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai ở đây. Anh này ảnh làm ở trong mía đường đây nè mọi người. À, cao su Hoàng Anh Gia Lai. Dạ. Ở đây là đa số bán hàng đồ Việt không hay anh ha? À, toàn đồ Việt không ạ. Bên Việt đưa qua. Bên Việt đưa qua ha. Anh này thì anh ở bên đây cũng khá là lâu rồi, cũng hơn 10 năm rồi, làm bên mía đường á. Anh là ngay chỗ Gia Lai luôn anh. Gia Lai luôn hả? Chị có bán sim không chị? Sim mạng bao nhiêu, còn sim gọi bao nhiêu chị? 10.000. 10.000 kiếp hả? Tiền Việt, còn tiền Việt. Cho em một cái sim mạng, một cái sim gọi. Sim này Unitel hả? Sim này là sim mạng hay sim gọi? Sim gọi, đây là sim mạng nó có chữ nấy nè. Còn gọi là không có chữ nấy. À, cho em cái cạc luôn đi. Cái bao nhiêu cần 10.000 thì? 10.000 kiếp là được bao nhiêu ta? 10.000 thì gọi được mấy ngày. Gọi cần đăng ký 10.000 là 10.000 được 3 ngày. 10.000 kiếp hả? Đăng ký được 3 ngày. Được 3 ngày ha. Sim này là sim mạng ha. Sim mạng hết. Sim mạng. Cạc là như nhau hết. Như nhau hết à. Sim á là cho em thêm 2 cái nữa đi. Sim là mình phân biệt sim mạng, sim gọi. À. À, đó vô anh kích hoạt mà anh kích hoạt sim này. Bấm nút 1 0 1 gọi. Gọi y gọi đấy đúng không? Bấm thêm số 1 nữa nè là kích hoạt sim, còn nộp cạc là có ở trong đây này nó có sao nè, 122 nè. À. Sao 121 sao nè, cứ mở pin nó vô rồi bấm nút thang. À. Bấm nút gọi là nộp cạc. Còn cứ đây nè. Đăng ký sim nè, đăng ký 3G nè, sao 209 nè, sao. Ok. Cái sao này là kích hoạt đúng không? Sao 209 sao 33 bấm nút thang là kích hoạt là đăng ký 10.000 đó, 3 ngày đó. Bảo cho anh kích hoạt sim mà sim gọi cũng vậy, cũng phải kích hoạt cái gì vậy. Rồi ok. Ở phía sau lưng của bụi hồ đây là tập đoàn nơi của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thì đầu tư ở đất nước Lào khá là nhiều về các như là cao su nè, mía đường nè, hay là thậm chí là chuối trồng bán công nghiệp của cô bác quý chị. Và con đường đi cũng còn khá là dài và sẽ còn nhiều clip hay. Cô bác quý chị nhớ đăng ký like, share, chia sẻ để ủng hộ bụi hồ nha. Đến nơi thì bụi hồ sẽ quay một đoạn cho cô bác quý chị xem về cuộc sống người Việt tại đất nước Lào là như thế nào. Biển số của Lào nhìn cũng ngộ ngộ nha mọi người. Chiếc xe rất là cũ luôn. Dạ. Khiên dùm lên. Được không? Được. Ở cô là người Lào hả? Cô người Việt hay là người Lào? Người Việt. Không biết. À, đây là một cái trung tâm điều hành của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại phía Nam Lào ở Atabu.
chiều xuống. Anh có gia đình bên đây luôn chưa? Nói tiếng Lào chắc cũng gần được hơn. Tiếng Lào thì cũng chút chút à. Trong đó cũng người Việt mình nhiều á. Tiếng Việt không? Tiếng nào? Còn mấy anh em ở trong trường á tiếp xúc với bạn Việt nhiều, rồi dẫn công đi làm á, rồi nói tiếng Lào giỏi. Làm văn phòng thì đây là một đoạn của con sông Mekong chảy vào đất nước Lào nè mọi người. Thì cái con sông Mekong sẽ chảy xuyên suốt từ bắc đến nam của đất nước Lào, nên đất nước Lào nó không có biển nhưng mà người ta gọi là đất nước có 4.000 hòn đảo là do sự chia cắt của con sông này nè. Đây là một cái chợ ở đây. Đoạn đường di chuyển khá là dài thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Atapu thuộc đất nước Lào. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là quán cơm Đức Lộc, quán cơm Đức Lộc 3, được viết bằng tiếng Việt với lại tiếng Lào cô bác quý anh chị. Đoạn đường hành trình cũng khá là vất vả cô bác quý anh chị. Nếu như mà đi máy bay á, thì nó sẽ thoải mái hơn. Còn Bùi Hồ đi bằng đường bộ nên nó sẽ vất vả hơn tí xíu nhưng mà được trải nghiệm nhiều hơn. Đây là một cái hành trình khá là thú vị về đất nước Lào, để mà khám phá những điều rất là hay ho tại đất nước Lào nha cô bác quý anh chị. Có một điều hay mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác quý anh chị á, đó là ở tiền Lào á, lúc trước khi mà đi sang đây thì Bùi Hồ có đổi sang tiền Lào cô bác quý anh chị, đổi 5 triệu tiền Việt Nam thì 5 triệu tiền Việt Nam thì nó khoảng hơn 3 triệu mấy kiếp Lào cô bác quý anh chị. Đây là số tiền 3 triệu mấy mà Bùi Hồ đổi được nè. Số tiền này sẽ sử dụng 1 triệu kiếp, nó tương đương với khoảng 1 triệu 2, 1 triệu 3 tiền Việt Nam gì đó. Dạ. Đợi xe rước lại đi là nhà nghỉ. Và đây là một cái khách sạn có tên là khách sạn Doc Champa Hotel với giá là 250.000 tiền Việt Nam cô bác quý anh chị. Thì nhìn ở trên mình booking ở trên Agoda đó thì nhìn cũng khá là sạch sẽ và thoáng mát. Mình cũng nghe được mọi người thông tin rằng ở vùng Hạ Lào như thế này đó thì ở đây dân cư rất là thưa thớt, đa số là người Việt sống ở đây khá là nhiều và cuộc sống ở đây khá là buồn. Bây giờ thì mình đây là cái căn phòng tối nay mình sẽ ở đây. Sao mà phòng 202 đúng rồi. Và đây là cái căn phòng tối nay mình sẽ ở đây nè mọi người. Một cái căn phòng cũng khá là sạch và mình đặt ở trên booking Agoda với giá là 270.000. Đây, một cái nhà vệ sinh ở đằng trước. Đó, và tối nay thì mình sẽ qua đêm ở đây. Đây là một cái ngay tại thị trấn Atapu của tỉnh Atapu luôn mọi người. Ở gần đây thì có một cái khách sạn gọi là cái khách sạn Đức Lộc 2. Nhưng mà mình booking ở đây rồi nên mình sẽ ở đây luôn. Và tối đêm nay thì Bùi Hồ sẽ ở đây một đêm để ngày mai đi khám phá một cái chợ gọi là chợ Atapu, chợ ngay tại thị trấn Atapu của tỉnh Atapu, một cái tỉnh của Nam Lào. Và về hành trình khám phá nước Lào, người Việt tại Lào thì cũng còn khá là nhiều điều thú vị về con người, về văn hóa, về ẩm thực nè mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip ở đây. Và cô bác quý anh chị nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để Bùi Hồ có động lực để khám phá những cái vùng đất mới, những cái nơi mới và đặc biệt là con người Việt trên những cái nước, trên mọi miền đất nước nhà mọi người, cũng như là người Việt ở trên những cái nước Đông Nam Á trước và đặc biệt là người Việt ở trên đất nước Lào, một cái cuộc sống văn hóa của người Việt tại đất nước Lào là như thế nào thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ ở những chuỗi video clip sau.